Đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ăn món đùi ếch của đầu bếp đạt sao Michelin. Những món ăn được chế biến từ nguyên liệu hảo hạng cùng kỹ thuật chế biến công phu của đầu bếp người Pháp khiến nhiều thực khách hứng thú và sẵn sàng trải nghiệm. Được đào tạo bài bản về ngành du lịch khách sạn ở Thụy Sĩ cùng 15 năm kinh nghiệm làm việc tại loạt nhà hàng đạt sao Michelin, những món ăn được làm bởi Pierre Mene, 37 tuổi, bếp trưởng của nhà hàng Ruby, Long Biên, Hà Nội, luôn thu hút du khách đến thưởng thức và đánh giá cao. Với những kinh nghiệm nấu nướng và là con trai của Marc Mene, đầu bếp sở hữu 3 sao Michelin. Pierre Mene đã được những người đánh giá của Michelin tự tìm đến và đánh giá. Dù vậy, khi còn ở đại học, đầu bếp này đã chọn chuyên ngành luật theo sự mong muốn của người cha. Từ nhỏ tôi đã đam mê ẩm thực, cha tôi là một đầu bếp nổi tiếng nhưng không thật sự thích tôi đi theo con đường của ông. Học xong đại học, tôi quyết tâm đi theo đam mê vào năm 2008, anh chia sẻ. Sao Michelin là tiêu chuẩn vàng cho các nhà hàng đẳng cấp thế giới. Theo Pierre, để đạt sao Michelin, đội ngũ nhà hàng cần có được những yếu tố, đồ ăn, phục vụ chất lượng, phong cách nhà hàng ấn tượng và quan trọng nhất là những yếu tố đó phải giữ được phong độ ổn định. Đối với Pierre Mene, để nấu một món ăn Pháp ngon cần phụ thuộc vào kỹ năng nấu nướng chứ không dựa vào nguồn nguyên liệu có chính gốc hay không. Trong menu mới ra mắt lần này, anh muốn thực khách trải nghiệm ẩm thực hoàng gia với món đùi ếch chần bơ, món ăn truyền thống của Pháp từ thế kỷ 18, được phục vụ cho vua Louis XV. Bên cạnh đó là loạt món ăn Pháp khác chế biến công phu như súp ngô gan ngỗng, càng cua Alaska xé nhỏ, thịt tôm langoustine kết hợp trứng cá tầm, kết hợp hài hòa với đồ uống. Không chỉ được làm từ những nguyên liệu xa xỉ bậc nhất thế giới, những món ăn còn được trình bày cầu kỳ, chỉnh chu. Điều này cũng là yếu tố quan trọng khẳng định chất lượng của một nhà hàng sang trọng. Với tôi, các món ăn đều đặc biệt, thú vị do chính tay tôi làm nên. Tất cả đều dựa trên nguyên vật liệu Việt Nam và nấu theo phong cách Pháp. Tôi cũng luôn thay đổi menu theo mùa để có thể làm những món ăn từ nguyên liệu tươi ngon nhất, anh cho biết. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để trải nghiệm menu mới tại nhà hàng Ruby, anh Đỗ Tuấn Hải, kinh doanh tự do, cảm thấy ấn tượng với những món ăn mới sang trọng, đặc biệt là món đùi ếch chần bơ tại đây. Tôi đã biết đến danh tiếng của đầu bếp Pierre và nhà hàng. Trước kia, tôi từng là một review ẩm thực nên có thể phần nào nhận thấy được chất lượng ngon, tươi, đúng vị của từng món ăn mới. Tôi cũng rất yêu thích ẩm thực châu Âu, đặc biệt là thưởng thức cùng gia đình và đối tác. Đến Việt Nam vì ẩm thực phong phú và khá tương đồng với Pháp, Pierre Mene cũng cho hay, tôi luôn muốn lan tỏa tinh thần ẩm thực kết hợp hai nước Việt Nam, Pháp. Một món ăn Pháp được làm tại Việt Nam sẽ vẫn đậm vị nguyên bản nếu như chúng ta tỉ mỉ trong từng công đoạn và kỹ năng tốt. Sau khi đạt sao Michelin, Pierre Mene cho biết anh có thêm nhiều động lực phấn đấu để nâng cao tay nghề. Tôi sẽ luôn cố gắng để đem những trải nghiệm tốt tới khách hàng. Chính khách hàng sẽ là người đánh giá, khẳng định một đầu bếp có đẳng cấp hay không, Pierre tâm sự.